Xin chào các bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là phân biệt được sạc zin và sạc lô của điện thoại Samsung nha. Thì ở trên bàn của mình đây đang có 3 chiếc sạc của điện thoại Samsung. Và 3 chiếc sạc này thì đều là sạc nhanh 25W và nó có hỗ trợ cái công nghệ là Super Fast Charging như này. Đó là sạc nhanh, có biểu tượng hình tia sét như này. Hiện tại trên thị trường thì nó sẽ có rất nhiều những cái cụ sạc nhanh nó bán cho dành cho điện thoại Samsung. Tuy nhiên thì các bạn lại không thể nào mà phân biệt được đâu là cụ sạc zin và đâu là cái cụ sạc mà hàng dựng, hàng nhái. Vậy thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta phân biệt được một cách dễ nhất ở đâu là sạc zin của điện thoại Samsung để giúp chúng ta có thể lựa chọn được những cái sạc an toàn nhất để sạc cho thiết bị của chúng ta nha. Thì ở đây thì mình đang có 3 cái sạc. Ở đây thì có 2 cái sạc này là sử dụng chung trên một thị trường cho nên là các bạn thấy là những cái ký tự nó in là hoàn toàn giống nhau. Và đây thì mình có thêm một cái sạc nữa. Thì cái sạc này nó sản xuất ở cho thị trường Hàn Quốc cho nên là cái mã ký tự và nó in là khác nhau. Và mình nói qua một chút về cái sạc Samsung hiện nay đang ở trên thị trường. Thì Samsung là một cái công ty sản xuất điện thoại, tuy nhiên thì cái sạc điện thoại là cái sản phẩm dành cho điện thoại Samsung thì Samsung lại không trực tiếp sản xuất mà họ sẽ ủy quyền cho một cái công ty thứ ba là công ty vệ tinh sản xuất. Và hiện nay thì cái công ty mà được ủy quyền để sản xuất sạc cho Samsung đó là cái công ty có tên là Solum Vina Company Limited. Và cái công ty này thì có địa chỉ tại khu công nghiệp huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Có nghĩa là cái tất cả những cái sạc Samsung dành cho những cái thị trường Việt Nam và cũng như là xuất khẩu đi thế giới thì nó đều là made in Việt Nam. Cho nên là tại thị trường Việt Nam thì cái tình trạng mà sạc giả thì nó rất là ít. Chủ yếu là cái sạc công ty nó tuồn ra ngoài và cái những cái sạc mà hàng dựng, tức là những cái hàng lỗi của công ty. Và sau đó thì những cái tiểu thương sẽ gom lại và sử dụng những cái vỏ mới, khắc lại laser và để bán lại thị trường của chúng ta. Thì về bản chất thì những cái sạc dựng đấy nó đều là sạc zin của công ty, tuy nhiên thì nó bị lỗi và nó bị sửa chữa lại hàn lại và nó sẽ không thể nào mà đạt cái chuẩn của Samsung để xuất ra thị trường để dùng cho chúng ta dùng được. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ phân biệt cái cách làm thế nào để phân biệt cái cụ sạc Samsung chuẩn và một cái cụ sạc Samsung hàng dựng nhé. Lưu ý là hiện tại ở cái hàng fake, tức là cái hàng giả của những cái cụ sạc Samsung ở thị trường Việt Nam thì nó rất là ít. Nó chủ yếu là có hai cái dạng hàng chính là hàng công ty chính hãng mà các bạn có thể mua được, hoặc là những cái hàng công ty mà họ nhảy hàng, họ tuồn hàng ra bên ngoài để bán, và cái hàng mà cũng là hàng công ty nhưng mà hàng lỗi, sau đó thì được những cái tiểu thương gom lại và cũng như là in thành những cái vỏ mới và khắc lại laser về những cái vỏ mới, những cái ký tự chữ đây, và sau đó là bán ra thị trường cho chúng ta. Rồi thì đây thì mình đang có 3 cái sạc Samsung nha. Thì các bạn đều để ý này, tất cả những cái sạc Samsung thì những cái thị trường khác nhau thì nó sẽ có những cái ký tự khác nhau. Ví dụ như hai chiếc này là cùng một thị trường và chiếc này là dành cho thị trường Hàn Quốc thì nó sẽ có cái ký tự khác. Tuy nhiên thì dù nó có những cái ký tự như nào thì nó đều có một cái điểm chung, đó là tất cả những cái sạc Samsung bán trên thị trường, đặc biệt là những cái cụ sạc nhanh 25W như này, thì nó đều có một cái mã QR nó khắc ở trên cái vỏ của cái cụ sạc như này. Các bạn nhìn thấy không? Tất cả 3 cái cụ sạc này thì nó đều có cái mã QR nó khắc ở đây. Và cái mã QR này nó chính là cái mà khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện thoại hay là những cái thiết bị mà quét mã QR có màn hình, chúng ta quét thì nó sẽ hiển thị ra cái mã QR này, nó sẽ hiển thị chính là cái mã serial number, là cái chữ SN ở trên cái cụ sạc này. Và nếu như mà cái mã QR này khi chúng ta quét mà nó hiển thị cái con số SN, tức là cái mã serial number nó trùng với cái ở trên vỏ này, thì có nghĩa là cái sạc này là sạc zin của công ty. Và nếu trường hợp mà chúng ta quét mà cái mã QR này nó cho ra một cái số nó khác với cái mã SN, tức là cái mã serial number trên cái vỏ này, thì có nghĩa là đây có thể là cái sạc dựng hoặc là cái sạc fake được làm giả. Và sau đây thì các bạn sẽ sử dụng một chiếc điện thoại. Các bạn sẽ sử dụng một chiếc điện thoại Android. Đó. Các bạn lên cửa hàng Safe Play cho mình. Đây. Các bạn sẽ vào cửa hàng Safe Play này. Sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình. Đây, các bạn sẽ gõ cái chữ là quét. Đây, các bạn sẽ gõ cho mình cái tự là quét mã QR này. Đó. Thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình một cái ứng dụng quét mã QR. Và các bạn tìm kiếm cho mình cái ứng dụng mà quét mã QR như này này. Đấy, nó sẽ có cái tình trạng là quét mã QR và máy quét mã vạch. Đấy, các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về cho mình. Sau khi các bạn tải về thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên. Và đây là giao diện chính bên trong cái ứng dụng này. Đây, mình sẽ thoát ra này, mình vào cái ứng dụng. Đây chính là cái ứng dụng trình quét mã QR này. QR miễn phí các bạn sẽ bật lên. Thì đây là giao diện ở bên trong của cái ứng dụng quét mã QR này. Đó. Thì do là một cái ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho nên là nó sẽ có những cái quảng cáo ở đây. Đây, đây là giao diện ở bên chính. Giao diện chính trong cái ứng dụng quét mã QR, và các bạn chỉ cần cầm cái cục sạc lên. Đó. Sau đó thì các bạn zoom to lên. Đấy,
Như vậy nó đã quét xong. Đây, đây chính là cái mã QR của cái cục sạc này. Và nó hoàn toàn là trùng với cái mã QR. Nó hoàn toàn là trùng với cái mã serial number ở trên cái cụ sạc này. Do là cái điện thoại của mình thì nó sẽ không thể nào nó lấy nét được vào cái cụ sạc này, thế nên là mình sẽ chụp một cái zoom cận cảnh, sau đó mình sẽ ghép vào cái hình này để các bạn so sánh. Là cái số serial number này nó sẽ trùng với cái mã QR. Cái mã QR này nó có mã là R37N36F3WN7SE3. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ quét luôn cái cụ sạc màu đen này. Rồi thì mình sẽ quét luôn cái cụ sạc màu đen này nha. Đây mình sẽ để này. Đây mình sẽ để điện thoại lên. Và mình zoom lại gần này. Đấy, mình quét vào cái mã vạch. Đó. Đây, đây là chính là cái mã vạch ở trên cái cụ sạc của mình sau khi mà nó quét xong. Đây, mình sẽ để lại gần cho các bạn xem. Do là mình cái điện thoại của mình nó sẽ không thể nào mà lấy nét được vào cái cụ sạc, cho nên là mình sẽ có một cái bức ảnh chụp macro, mình zoom lại và mình để cạnh cái điện thoại để cho các bạn thấy là hai cái mã này nó hoàn toàn trùng khớp. Cái mã này các bạn sẽ đọc là R37R89L7V17SE3. Đó. Như vậy là nếu mà các bạn quét cái mã vạch ở trên cái cụ sạc mà nó trùng với cái serial number là cái chữ SN ở dưới cái cụ sạc này thì có nghĩa là cái cụ sạc của các bạn nó là hoàn toàn là hàng zin nha. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng. Rồi, và như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thì chúng ta có thể là kiểm tra được cái cụ sạc của chúng ta, xem là cụ sạc của chúng ta là cụ sạc zin hay là cụ sạc hàng fake, hàng dựng, để chúng ta có thể yên tâm sử dụng về cái chất lượng cụ sạc ở trên điện thoại Samsung nha. Và video hướng dẫn của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào các bạn.